Xin chào mừng quý bà con cùng quý vị khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với bản tin giá sầu riêng được phát trên kênh Cuộc Sống Nhà Nông của chúng tôi. Mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin mới nhất về giá sầu riêng hôm nay. Lần đầu đến với kênh, quý bà con và các bạn đừng quên cho kênh xin một like và một đăng ký. Chúc quý bà con và các bạn cùng quý vị làm việc thật nhiều niềm vui và hiệu quả và luôn ngập tràn tiếng cười trong cuộc sống. Vụ sầu riêng 2024 nhiều áp lực trước tăng trưởng nóng. Sau hơn một năm sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, nông dân rất phấn khởi khi vụ mùa 2023 được mùa được giá, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, trước sức nóng của loại trái cây vua đã kéo theo nhiều hệ lụy, dẫn đến nguy cơ ngành hàng sầu riêng khó phát triển bền vững. Việc phát triển ngành hàng sầu riêng phải theo quy hoạch, không ồ ạt tự phát hoặc chuyển đổi các loại cây trồng khác có giá trị sang trồng mỗi sầu riêng, tăng cường áp dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng, đồng thời cần tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm để đáp ứng được những yêu cầu về chất lượng như hương vị, màu sắc, độ ngọt, độ béo và an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng. Thực tế, thời gian qua, một số lô hàng sầu riêng xuất khẩu đã nhận cảnh báo của nước nhập khẩu, dẫn đến phải tạm dừng sử dụng mã số đối với các đơn vị có lô hàng nhiễm rệp sáp, đối tượng kiểm dịch thực vật của Trung Quốc. Đó là chưa kể đến tình trạng gian dối, đánh cắp mã số vùng trồng, tranh mua tranh bán, tình trạng chốt giá sớm, nông dân sẵn sàng bãi cọc hợp đồng. Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài lại rơi đúng vào thời điểm cây sầu riêng ra hoa đậu trái, nên nhiều diện tích sầu riêng ra hoa không đều. Khi cây hình thành trái non, cây bị sốc nhiệt lại bị rụng khá nhiều. Giá sầu riêng miền Tây, sầu riêng ri 6 hạng A 100.000 đến 105.000 đồng một ký, sầu riêng ri 6 hạng B 84.000 đến 88.000 đồng một ký, sầu riêng ri 6 hạng C 52.000 đến 55.000 đồng một ký, sầu riêng thái hạng A 120.000 đến 128.000 đồng một ký, sầu riêng thái hạng B 105.000 đến 108.000 đồng một ký và sầu riêng thái hạng C 65.000 đến 68.000 đồng một ký. Giá sầu riêng miền Tây chuồng bò hạng A 85.000 đồng một ký, chuồng bò hạng B 70.000 đồng một ký, chuồng bò hạng C 44.000 đồng một ký, Musakin hạng A 125.000 đồng một ký, Musakin hạng B 105.000 đồng một ký và Musakin hạng C là 75.000 đồng một ký. Mon thông hạng A 120.000 đồng một ký, mon thông hạng B 100.000 đồng một ký và mon thông hạng C là 70.000 đồng một ký. Giá sầu riêng miền Đông, sầu riêng ri 6 hạng A 100.000 đến 103.000 đồng một ký, sầu riêng ri 6 hạng B 82.000 đến 85.000 đồng một ký, sầu riêng ri 6 hạng C 50.000 đến 52.000 đồng một ký, sầu riêng thái hạng A 120.000 đến 125.000 đồng một ký, sầu riêng thái hạng B 100.000 đến 105.000 đồng một ký và sầu riêng thái hạng C có mức giá là 62.000 đến 65.000 đồng một ký, chuồng bò hạng A 85.000 đồng một ký, chuồng bò hạng B 70.000 đồng một ký và chuồng bò hạng C 45.000 đồng một ký, Musakin hạng A 125.000 đồng một ký, Musakin hạng B 105.000 đồng một ký và Musakin hạng C là 70.000 đồng một ký. Mon thông hạng A là 120.000 đồng một ký, mon thông hạng B 100.000 đồng một ký và mon thông hạng C có mức giá là 70.000 đồng một ký. Giá sầu riêng Tây Nguyên, sầu riêng đi 6A 100.000 đến 103.000 đồng một ký, sầu riêng đi 6B 82.000 đến 85.000 đồng một ký, sầu riêng ri 6C 50.000 đến 52.000 đồng một ký, sầu riêng thái hạng A 120.000 đến 125.000 đồng một ký, sầu riêng thái hạng B 100.000 đến 105.000 đồng một ký và sầu riêng thái hạng C 62.000 đến 65.000 đồng một ký. Giá sầu riêng xuất khẩu ri 6 hạng A 156.000 đồng một ký từ 1,8 đến 5 ký, ri 6 hạng B 138.000 đồng một ký từ 1,6 đến 5,5 ký, sầu riêng thái hạng A 165.000 đồng một ký, sầu riêng thái hạng B 145.000 đồng một ký, mon thông hạng A 156.000 đồng một ký từ 2 ký đến 5,5 ký, mon thông hạng B 140.000 đồng một ký từ 1,8 trở lên. Xin chân thành cảm ơn quý bà con và các bạn đã cùng lắng nghe bản tin được phát trên kênh Giá Sầu Riêng hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã chia sẻ thông tin cũng như lan tỏa đến tất cả mọi người. Xin hẹn gặp lại quý vị, quý bà con và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.